Xin chào bạn, hôm nay mình lại vào rừng đi kiếm đồ chim. Thì đi ngang chỗ này mình thấy chim bạch thanh mẹ kêu, nên mình đã phát hiện thấy một tổ bạch thanh đây bạn ạ. Bây giờ mình thử kiểm tra xem tổ bạch thanh này xem có gì không nhỉ. Nó nằm rất thấp bạn ạ. Tổ bạch thanh này có 5 trứng bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đặt máy quay quay cận cảnh chim bạch thanh ấp trứng cho các bạn xem ạ. Thì tìm kiếm này giờ mình lại phát hiện trên cái này có một tổ bạch thanh các bạn ạ. Bây giờ mình thử kiểm tra xem tổ bạch thanh này có gì không nhỉ. Chim mẹ vừa mới bay ra các bạn ạ. Tổ bạch thanh này có đến 5 trứng các bạn ạ. Tổ bạch thanh này có đến 5 trứng.
Thì tìm kiếm nãy giờ mình lại phát hiện ở đây có một tổ bạch thạch các bạn ạ. Bây giờ mình thử kiểm tra xem tổ này có gì không nhỉ? Tổ này vừa mới được 3 trứng. Tổ bạch thạch này làm rất cao. Mình phải dùng kháng để treo lên các bạn ạ. Đây, làm rất cao.